Hello anh em. Hôm nay là ngày 7 tháng 6 năm 2021. Bên dụng hiện tại cũng giới thiệu cho anh em những cái sản phẩm của ngày 7 tháng 6 của năm 2021 ha. Thì bữa nay là cũng như là mình có những cái đầu máy 4 ngựa 2 của dòng Mitsubishi Honda cốt thẳng nha anh em. Với lại mình có thêm về thêm là 4 con bơm nước ha, 4 con bơm nước của dòng Mitsubishi. Rồi bây giờ mình cũng xin vô chi tiết cho anh em xem một cái ngoại hình và mình giá cả là mình cũng có công khai cho đây nha anh em. Thì anh em cần phải lưu ý cái giá ha. Thì anh em nào nếu mà có chốt hàng được bên mình đó là số điện thoại mình là 0914 711 438, mình là tên Tình nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em xem một cái ngoại hình chi tiết một cái máy số 1. Đây, con máy số 1 này là của dòng Mitsubishi GB130 nha anh em. Con này động cơ của nó là 4 ngựa 2. Thì đó là cái con số 1 này là nó đi cốt thẳng tua nhanh nha. Cốt thẳng tua nhanh, tua của nó là tua 4.000 nha anh em. Thì đó là con số 1 này mình có giá bán cho anh em với giá là 2.700.000. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em xem chi tiết ngoại hình của máy luôn nha. Đó, máy khá đẹp nha anh em ha. Mitsubishi GB130 nè, nó sản xuất tại Nhật nha, Made in Japan. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục, mình sẽ cho anh em xem qua tới cái mặt chụp cò luôn nha. Rồi đây mặt chụp cò ở đây, máy cũng còn rất là đẹp nha anh em ha, chụp cò rất còn rất là đẹp luôn. Chế mình sang con nè, bóng vợn nha. Rồi tới bây giờ mình quay xuống tới cái dàn chân máy cho anh em xem luôn. Đó, dàn chân máy nè, anh em thấy không, đồ của nó còn rất là đẹp nha, nó còn trắng tươi hết nha. Rồi giờ mình sẽ quay qua mặt sau luôn cho anh em xem nha. Rồi đây cái mặt sau, ốc là cũng còn trắng tươi hết nha. Đó, máy cũng khá đẹp ha. Rồi mình quay qua bên cái thông số máy luôn nha. Con này thì nó có model là GB130 ha, Made in Japan, nó dập nổi trên đây nha anh em. Đây, lấy bây giờ mình sẽ cho anh em xem một cái số máy luôn nha. Đó, mình sẽ đọc cái số máy cho anh em luôn. Đây con này là cái số máy của nó là 56100 anh em. Đó, 56100 ha. Đó, đây là mã số máy nha. Rồi bây giờ mình cũng đã cho anh em xem qua cái ngoại hình rồi, bây giờ mình sẽ test máy lên cho anh em xem nha. Máy độ rất là chắc anh em. Đó là cái máy số 1 Mitsubishi GB130 này, nó nổ cũng như là cực kỳ chắc nha. Garanti rất là nhuyễn ha. Đó, máy hoạt động rất là êm ái luôn. Thì những cái dòng máy Mitsubishi, mấy cái máy bên mình á, thì anh em cứ yên tâm nha. Cũng như là bên mình trước khi mình giao cho anh em thì mình cũng có đã qua kiểm định qua hết những toàn bất cứ cái máy nha, bất cứ cái máy nào đối với bên mình đưa ra thì anh em cũng yên tâm nha. Cũng như là máy móc đồ mình sẽ bao cho anh em là nguyên zin 100%. Đó, máy tình trạng là hoạt động tốt nha. Bây giờ mình sẽ lại mình cũng xin test da lên cho anh em xem nha. Lồn da cực kỳ bốc, cực kỳ ngọt. Yeah, cực kỳ ngọt nha anh em.
Rồi, xin tắt máy luôn nha anh em. Rồi, thì cũng như là đối lại cái máy số 1 Mitsubishi GB130 này á, cũng như là nó hoạt động quá tốt nha nè. Cũng như hoạt động cũng như khá hoàn hảo luôn ha. Rồi, thì bây giờ mình cũng xin báo giá lại nha. Số 1 Mitsubishi GB130. Con này thì nó đi cốt thẳng tua nhanh nha. Tua của nó là tua 4.000 ha. Thì đổi lại con số 1 này mình có giá bán cho anh em với giá là 2.7 nha, 2.7. Rồi qua tới thêm một cái em Honda anh em. Đó, Honda Nhật nha. Đó. Honda này á là cũng như là nó đẹp là cũng như là khoảng 95% nha anh em. Đó, nó cực kỳ đẹp luôn. Anh em bây giờ mình sẽ cho anh em xem luôn cái ngoại hình nha. Chưa, để mình báo giá rồi cái đầu mình cho anh em xem qua cái ngoại hình nha. Cũng như là nó đẹp cũng như là từ con ốc luôn ha. Nó đẹp 95% luôn, đẹp cũng như là không chỗ chê nha. Rồi thì đó là số 2 này á, là con Honda GX120 này á. Con này nó đi cốt thẳng tua nhanh nha. Tua của nó tua 4.000. Thì đó là con số 2 này mình có giá bán cái này với giá là 3 triệu nha, 3 triệu. Đó, con này á, thì nó có báo xăng luôn anh em. Con này là anh em nó nằm ở trên một cái đầu máy xới nha anh em. Đó, nó nằm trên cái đầu máy xới, nó thiết kế cái mẫu rất là bắt mắt, rất là đẹp luôn. Đó, anh em nhìn nè, cái mẫu rất là đẹp ha. Mà cái màu cũng rất là nổi bật luôn, cái màu đỏ rất là nổi bật ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái bình xăng ra cho anh em xem nha. Đây là cái bình xăng của nó đây. Anh em thấy không? Rất là đẹp, rất là mới, cái ly xăng, cái lượt xăng nè. Lượt xăng còn mới tinh. Rồi, luôn cả bên trong của bình xăng luôn. Đó, bình xăng là còn trắng phao luôn nha anh em. Đó, máy này theo mình đánh giá là nó khoảng trên 95%. Đó, rất là đẹp. Rồi anh em nhìn nè, mình sẽ quay cái mặt trên cho anh em xem luôn nha. Đó, cái mặt cái Oppo nè. Đó, anh em thấy không? Nó còn là cũng như là còn nước sơn zin luôn ha, nhìn rất là đẹp. Rồi bên trong của nó đây, bên trong cái bô của nó còn trắng phao luôn. Đồ của nó nhìn rất là mới mắt ha. Rồi con này nó có báo xăng luôn nha anh em. Đó, báo xăng nằm đây nha. Đây nè anh em nhìn nè. Đó, có báo xăng luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình quay qua cái mặt kịp cò cho anh em xem. Đó, anh em nhìn nè, bên cái mặt kịp cò của nó nè. Cái máy này á, là cũng như là cái máy này dạng như hàng trưng bày anh em. Đó, cái máy này rất là mới. Đó anh em, mình nếu mà nhìn tận mắt là theo đánh giá cái máy này á, là cũng như là nó khoảng là trên 95% ha. Máy cực kỳ mới luôn, cả lồng bô nè. Đó, cái bô bên trong của nó nè, trắng tinh luôn, quá mới, quá đẹp. Rồi đây mặt sau của nó đây. Đó anh em nhìn nè, trong mấy cái kẹt lồng nó không có miếng bụi luôn anh em. Đó, bụi mà không có luôn á. Rất là đẹp nha. Máy này coi như là cực kỳ đẹp. Anh em nào mà chốt được cái máy này là về là anh em cài, cũng mà cài rất là sướng luôn nha. Cài rất là đã đời đối với là cái máy Honda này nha. Ha. Thì đó là cái máy Honda này á, nó còn một cái buli một rãnh nha. Buli một rãnh kích cỡ bản A. Ha, nó có kích cỡ buli là 5 phân nha anh em. Đó anh em nha, nhìn cái đồ của nó nè. Bóng giận hết luôn như máy mới. Rồi ở trong đây thì nó có dập nổi cái logo Honda GX120 nha. Rất là đẹp. Rồi đây là bên cái mặt bên hông máy đây. Anh em thấy không? Cái máy mà máy Nhật á, là cũng như là nó đóng cái số, anh em nhìn nè. Tự đánh giá luôn ha. Rất là đẹp. Rồi thì đó là có cái con Honda số 2 này á, nó có cái mã số của nó là 1135988 nha anh em. 1135988. Cái mã máy của nó là GCBNT nha. À, rất là đẹp. Máy này nhìn quá chắc. Rồi, thì bây giờ mình cũng đã cho anh em xem qua cái ngoại hình con máy số 2 rồi. Bây giờ sau đây mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem. Rất là nhẹ nhàng. Anh em thấy không?
quá chắc luôn anh em ơi. Máy này mà anh em chốt được cái máy này về là anh em cài rất là ngon nha. Rồi bây giờ mình xin test máy cho anh em xem luôn nha. Rồi mình xin tắt máy luôn nha anh em. Thì cái mẫu này là nó nằm ở trên máy sới nha. Mình thử ra anh em nó công tắc nó truyền trên tắt trên cái tay cầm của máy sới nha. Mình thử về cái này thì anh em cứ câu công tắc vô là xài thôi ha. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình cũng xin thông báo giá lại nha. Con số 2 Honda GX120 động cơ là 4 ngựa nha. Động cơ 4 ngựa con này thì nó đi cốt thẳng tua nhanh, tua của nó tua 4.000. Thì đối con số 2 này mình có giá bán cho anh em với giá là 3 triệu nha, 3 triệu. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình lên cái con số 3. Những cái dòng bơm nước của Mitsubishi ha. Đó, Mitsubishi cũng như bữa nay có GT400, có GM132, có GB130 luôn. Đó, đầy đủ cho anh em. Anh em thích cái máy nào thì anh em cứ alo cho mình nha. Rồi, bây giờ mình cũng xin thông báo giá con số 3. Bơm nước Mitsubishi GT400 nha. GT400. Con này động cơ là 4 ngựa. 4 ngựa nha. Thì đối với lại cái con số 3 bơm nước Mitsubishi này mình có giá bán cho anh em với giá là 3 triệu nha, 3 triệu. Đó, đây. Sao mà sắp sao không hai con này giống đi chung luôn mà sao mà đi chung. Đi chung không? Rồi. Đây. Máy màn hình rất là đẹp. Ha, dòng này dòng đề cao nha. Dòng của Mitsubishi mà GT400 này là nó đời sau nha anh em. Đó, ngoại hình máy rất là đẹp, nó thiết kế mẫu mã nhìn cũng khá là bắt mắt luôn nha. Hai cái khóa xăng nè nó nằm ở trên nha. Đó, cái dòng GT á, thì cái khóa xăng nó nằm ở trên. Rồi, bây giờ mình sẽ quay qua cho anh em xem cái mặt chụp cò của nó luôn. Đó, anh em nhìn nè. Đồ của nó là cũng như là theo mình đánh giá cái máy này á, là nó khoảng 90% luôn nha. Đó, đây, chế bình xăng con nè. Còn 7 màu luôn. Rồi mấy cái yếm gió nè, còn trắng tinh hết nha. Ha. Mấy yếm gió còn trắng tinh hết. Rồi sẵn đây mình sẽ quay qua cái thông số của sinh bơm luôn nha. Đây là sinh bơm. Sinh bơm của dòng Cosin nha. Hút xả 50. Lưu lượng nước của nó là 600 lít trên phút. Cột áp của nó là 30 mét. Thì đó là cái bộ máy bơm nước này là được hãng Cosin lắp ráp nha. Đó, cái này là nó sản xuất tại Nhật luôn. Made in Japan. Ha, nhìn sinh bơm còn khá là mới nha, khá là chắc chắn. Rồi mình sẽ quay qua cái mặt sau cho anh em xem luôn nha. Đây là cái mặt sau, nó có dập nổi cái logo nha, Cosin Made in Japan. Ha. Rồi mình sẽ quay cái hướng xéo này, mình quay vô trong một cái sau máy cho anh em xem luôn nha. Đó anh em nhìn nè. Đó là bơm nước mà anh em mà nhìn cái mặt sau máy mà nếu mà đồ mà nó còn đẹp vậy á, thì anh em cũng tự đánh giá luôn nha. Đó, ốc là còn 7 màu đều ren hết. Ha. Rồi qua đây. Rồi đây là bên hông máy đây. Ha. Ở dưới đây thì nó có dập nổi là cái thông số GT400 nha. Con này á mã số máy của nó là 84782 nha. 84782. Ha. Rồi, đây. Rồi, bây giờ mình sau đây mình cũng xin test máy cho anh em xem luôn. Máy nổ cực kỳ chắc.
anh em thấy không, nấu garanti là từ tiếng luôn, cực kỳ chắc nha. Rồi mình xin test máy luôn cho anh em xem nha, để anh em nghe tiếng máy nổ nha. Garanti là điểm từ tiếng luôn nha anh em. Rồi mình xin tắt máy luôn nha anh em. Đó là cái máy này thì anh em khỏi phải bàn ha, cũng như nó cực kỳ mới. Rồi bây giờ mình xin báo giá lại nha. Số 3 bơm nước Mitsubishi GT400. Con này động cơ là 4 ngựa nha. Nó kéo sinh bơm của Cosin hút xả là 50. Cái lưu lượng nước của nó là 600 lít trên phút. Cục áp của nó là 30 mét nha. Thì đó là cái con số 3 này mình có giá bán cho anh em với giá là 3 triệu. Rồi cũng là tiếp tục thêm một cái con số 4. Mình về đúng một cặp nha. Đúng một cặp GT400. Là ngoại hình là hai con là đều như nhau hết. Đẹp là cũng khoảng 90% hết. Đó anh em. Rồi con số 4 bơm nước Mitsubishi GT400 này thì mình cũng được giá bán cho anh em với giá là 3 triệu luôn nha. Đó, bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái ngoại hình mặt trước đây. Đó, mặt trước của nó đây ha. Máy khá là đẹp. Rồi đây là cái mặt bên hông ha. Đó, ngoại hình máy là khá là đẹp luôn nha. Rồi bây giờ mình sẵn đây mình sẽ quay xéo vô trong cái kẹt lồng này cho anh em xem luôn nha. Đó, trong cái mặt sau của máy nè, ốc là còn 7 màu đều rang hết nha. Đó, cái lốc máy dưới sau nè nó còn trắng phiếu luôn ha. Rồi thì đối lại cái con số 4 này là cũng đồng thời nó kéo cái sinh bơm của Cosin hút xả là 50. Lưu lượng nước của nó là 600 lít trên phút. Cục áp là 30 mét. Cũng là sản xuất tại Nhật luôn nha. Made in Japan. Rồi đây, bây giờ mình sẽ quay lên cái mặt sau đây. Đó, nó cũng dập nổi luôn ha. Logo của Cosin Made in Japan. Rồi quay bên đây. Bên đây là một cái hãng ha. Cái hãng của Cosin. Rồi bây giờ mình sẽ quay trên đây bên hông cho anh em xem luôn nha. Đây là bên hông cũng có là dập nổi là GT400 nha. Mã số máy của nó là 84580. 84580. Đó là mã số máy của con số 4 nha. Rồi bây giờ mình sau đây mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem. Rất là nhuyễn nha. Rất là nhuyễn. Khá nhuyễn. Rồi bây giờ mình test ga cho anh em xem luôn nha. Quá chắc. Rồi mình xin tắt máy luôn nha anh em. Rồi thì bây giờ mình sau đây mình cũng xin báo giá lại số 4 ha. Con số 4 bơm nước Mitsubishi GT400. Đó, con này thì động cơ là 4 ngựa. Kéo cái sinh bơm của Cosin hút xả là 50 nha. Hút xả 50. Cái lưu lượng của
Của nó là 600 lít trên phút nha. Cục áp của nó là 30m. Thì đó là con số 4 này mình có giá bán cho anh em với giá là 3 triệu. Rồi tiếp tục lại mình sẽ trở lại một cái dòng bơm nước số 5 của dòng Mitsubishi GM132B ha. Đó, đây. Con này thì cái mặt nó màu đỏ nha. Đó, nó thiết kế máy cũng rất là bắt mắt nha anh em. Ngoài hình máy cực kỳ bốc luôn nha, cũng khá đẹp nha. Ha. Rồi thì đối với lại cái con số 5 này á, bơm nước Mitsubishi GB132 này động cơ là 4 ngựa nha. Thì đối với lại con số 5 này á, mình cũng có giá bán cho anh em với giá là 3 triệu luôn nha anh em. 3 triệu luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay qua cái mặt kịp cò cho anh em xem. Đây. Đó. Đồ ở đây ha. Cũng còn khá là đẹp nha. Đó, xin bơm nè. Xin bơm con này á thì nó có model là của hãng Kyrit nha, của hãng Kyrit. Đó, CL50 ha. Hút xả 50 nha. Con này á thì cái cục áp của nó là được 32m nha. Ồ quá dữ, cục áp 32m. Cái độ hút của nó là 8m nha anh em. Cái độ hút của nó là 8m. Cái lưu lượng nước của nó là 600 lít trên phút. Đó. Rồi quay qua cái mặt anh không. Thì đó là cái con bơm nước số 5 này á, thì nó có thêm hai cái nối nhanh nha. Nó còn hai cái nối nhanh. Đây. Ha. Đó, hai cái nối nhanh. Cái đó cũng rất là tiện cho anh em nha. Rồi ở đây là cái logo của Kyrit nha. Đó, Kyrit. Máy khá đẹp. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em xem một cái thông số luôn nha. Đây là thông số của nó đây, GM132. Con này cái mã số máy của nó là 79214, 79214 nha anh em. Đó, rất là đẹp. Ở trên đây thì nó có dập nổi cái logo. Rồi bây giờ sau đây mình cũng đã cho anh em xem qua một cái ngoại hình cái máy số 5 rồi. Bây giờ sau đây mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem. Rồi bây giờ mình test máy luôn cho anh em xem nha. Máy nổ khá là mạnh mẽ luôn nha anh em. Quá ngọt. Rồi mình xin test máy luôn nha. Rồi bây giờ sau đây mình cũng xin báo giá lại nha. Thì đó là con số 5 bơm nước Mitsubishi GM132B. Con này động cơ của nó là 4 ngựa nha. Nó kéo sinh bơm của Kyrit. Ống hút xả của nó là 50 nha. Cái lưu lượng nước của nó là 600 lít trên phút. Cục áp của nó là 32m nha anh em. Đó thì đó là con số 5 này là mình có giá bán cho anh em với giá là 3 triệu. Cũng đồng thời 3 triệu luôn nha. Rồi. Rồi tiếp tục qua lại một cái dòng này là con số 6 bơm nước của dòng Mitsubishi GB130, động cơ là 4 người 2 nha, 4 người 2. Con này thì đó là con số 6 này mình cũng được giá bán cho anh em với giá là 3 triệu luôn. Đó, cũng như bữa nay mình tính đồng giá để cho anh em dễ chốt hàng luôn nha. Đó, anh em nhìn nè, ngoại hình máy nè ha, khá là đẹp luôn nha. Đây.
khá là ok ha. Rồi quay vào bên hông cho anh xem luôn. Đó, ngoài hình máy coi như là cực kỳ cũng cực kỳ sáng sủa nha. Rồi chế mình sang con đây ha, khá đẹp. Rồi thì bây giờ sẵn đây mình cũng sẽ quay qua cái sinh bơm của cái con Mitsu số 6 luôn cho anh em xem. Thì đổi lại cái con sinh bơm số 6 này á, thì ống hút xả của nó là 40 nha nè, ống hút xả 40 ha. À, ống hút xả 40. Cái lưu lượng nước con này á, thì nó được là 350 lít trên phút. Cột áp nó lên là tới 40 mét là nha anh em. Đó, những anh em nào mà cần cái áp cái cột áp xa ha, thì anh em lấy cái con này á, là rất là phù hợp nha. Đó, cột áp nó lên là tới 40 mét. Ống hút xả 40. À, con này thì cũng như là sản xuất tại Nhật luôn nha, Made in Japan. Đó. Sơn bơm thì của Cosin nha. Đây, con này thì nó có dập nổi luôn. Cosin Made in Japan nha. Rồi quay bên đây, quay bên đây cho anh em xem. Bên đây là một cái logo của hãng ha. Rồi ở đây thì nó có dập nổi là cái GB130 nha. Made in Japan. Ha. Rồi bây giờ sau đây mình cũng đã cho anh em xem qua cái ngoại hình rồi, sau đây mình xin test máy luôn cho anh em xem. Đó, anh em thấy không? Máy đổ cực kỳ ngọt nha. Cực kỳ ngọt, cực kỳ êm luôn. Cái dòng mà những cái dòng mà của những cái động cơ của Mitsu á thì nó đổ khá là chắc, khá là êm nha anh em. Bây giờ mình xin test ga luôn cho anh em xem nha. Nổ cơm như tiếng nổ khá là ngọt luôn nha nè. Khá là ngọt ha. Rồi mình xin tắt máy luôn nha anh em. Rồi bây giờ sau đây mình cũng xin báo giá lại ha. Thì đối lại cái con số 6 bơm nước của Mitsubishi GB130, động cơ là 4 ngựa 2 nha. Nó kéo sinh bơm của Cosin, ống hút xả là 40. Cái lưu lượng nước của nó là được 350 lít trên phút. Cái cục áp của nó thì lên đến 40m nha anh em, 40m ha. Thì đó là con số 6 này mình được giá bán cho anh em với giá là 3 triệu nha. Rồi thì bữa nay mình cũng có một số mặt hàng những cái đầu máy và bơm nước lên đây để phục vụ cho anh em. Thì anh em nào mà có cần cái máy nào thì xin anh em liên hệ số 0914 711 438, mình là Tinh Tình nha. Địa chỉ của mình là C12/45, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Còn anh em mà muốn tới địa chỉ của mình thì anh em cứ search vô Google Maps, dụng cụ cầm tay là T, Google Maps nó sẽ hướng dẫn tới địa chỉ của mình luôn. Rồi sau đây là mình cũng xin cảm ơn anh em rất là nhiều nha.